Vâng, bên kia là cái gì? Vâng, bên kia Pho Egypt, Pho Egypt. Vâng, đẹp thế hả rồi. Pho Egypt, Pho Egypt. Bên mình là Iakata, Phonesian. Cuối cùng là Roman, vâng, 2 chém tuyển và 1 cung tạm ổn. Bên họ có 1 Pho, 1 Pho và 2 Egypt. Nhưng mà con họ vẫn là đẹp hơn khi mà họ là tứ tuyển. Cũng có 1 chém tuyển Pho luôn. Trận này chúng ta cần phải họ các thể chém phải chém cực kỳ tốt. Chắc chắn bên phía của NTV sẽ đánh kiểu mà 3 chém 1 cung. Ở trên trận này mà đánh 2 cung thì khả năng hoảng, bởi vì họ cung là cực khỏe. Vừa soi. Chắc chắn sẽ là 3 chém 1 cung và chip trẻ nắng dường như sẽ là người duy nhất đánh cung trong trận đấu này. Trận đấu trước là trận đấu mà chip trẻ nắng thực sự là cầm cung không tốt. Nhưng mà bị Pho vâng đi quá lâu và timeline thì không bờ vượt quá 3:30. Ở trận đấu chúng ta sẽ xem ảnh máy của ông nào đi. Đây là Kahayan, một quân gọi là cùi nhất ở trong cái bản đồ này. Và bên họ toàn Pho, Pho, Egypt bằng chém tuyển, cung tuyển. Yên lọt ông cả. Cắt hai mà đổi là pan thì nó tươi hơn bao nhiêu. Đừng. Thôi. Vâng, rất may mắn một máu dành cho con nông dân của chip bò. Xem ảnh máy của vâng chém tuyển đi đi. Đây là bài Yamato của Chi Mạnh. Trận trước là một trận Chi Mạnh đánh rất tốt. Một cái vấn đề rằng bên họ đang là quá khỏe, không đỡ nhà ông Tơm rồi. Tơm rồi phải cần có người thơn mà phải trâu hơn nữa, phải trâu bò húc hơn nữa thì mới có thể đỡ được. Vòng bài Yamato của Chi Mạnh đang là khá nhiều rừng. Rất tiếc rằng đây không phải bài cung tuyển mà đây là chém tuyển của Ya. Tôi cần trong thời hiện tại đó chính là đồ ăn. Vòng 4 voi 1 quả phụ đó chính là cái bài mắc bình nhất với Chi Mạnh trong thời điểm này. Voi nó nằm ở đâu? Vòng quả phụ nó nằm ở đâu? Chiếc BS đầu tiên của Chi Mạnh sẽ đặt ở cái cánh rừng thông bên này. Và nó sẽ là chiếc BS nhân đôi luôn. Đây. Vâng, đồ ăn vẫn chưa thấy gì ngoài bầy yêu đâu. Mọi chuyện đang không phải là quá đẹp đẽ đối với của bên phía Game TV. Một dân đi dò trên 12 giờ chắc. Đúng rồi. Và con voi về luôn không? Vâng, nhưng mà một pha mà có hai voi. Nhưng mà Chi Mạnh quyết định chọn một cái bài mà câu một voi thôi. Ăn chắc mặc bền. Vâng, an toàn là bạn và tai nạn thì là thù. Không chơi kiểu mà mạo hiểm. Vâng, hơi mít BM một chút. Không vấn đề gì. Vâng, nông dân của IA đang câu voi nó đang khá mượt. Bị một hit rồi. Hãy tập trung trong tơn câu voi này. Không. Vâng, voi gần về nhà thì quay đầu. Chết hơi xa một chút. Vâng, có quả phụ ở trên 12 giờ. Hai quả phụ dành cho Chi Mạnh. Được. Vâng, chim đủ đồ chưa? Tôi gọi là chim sẻ nắng đã đủ đồ như vậy. Chi Mạnh được quyền ăn hai quả phụ luôn. Không lên không sớm nhưng mà sẽ là cực khỏe. Vâng, 12 giờ liệu rằng quả phụ 12 giờ có ăn sau không? Mình ăn quả phụ giữa hai nhà trước là đẹp hơn. 12 giờ sau đó không quãi quả phụ 6 cây. Đúng quyết định của Chi Mạnh thôi. Vâng, làm con voi nữa. Mọi thứ đang là vâng như trong tranh của Chi Mạnh rồi. Không. Một con nông dân lầm đường lạc đối và nó đã phải vâng về với bạn. 3 nông dân trong tuần này, 26 dân và trừ 1 dân. Còn 25. Cắt thêm 2 dân chặt gỗ và ra ăn tiếp tục bãi quả nữa hay không? Tôi nghĩ là phải ăn đấy. Không thể dồn rất nhiều dân lên trên này. Như vậy là đúng là sẽ phải ăn. Đảo qua hình máy khác, đây là chim sẻ nắng. Một bài với chim sẻ nắng đang là khá nhiều voi và hiêu. Vâng, có quả phụ chứ không biết. À, như vậy là đang ăn quả phụ rồi. Một bài với chim sẻ nắng lên cực sớm với bài cầm cung phô của mình. Cẩn thận. Một hit trong tuần này. Đừng lạng lạch đánh võng, vâng cơ động bắt ngay. Rồi, rất tốt, một trận mà dường như kích ở trong 10 sớm của chim sẻ. Còn con xe giò của mùa 7 đang ở gần nhà của chim. Nhìn về là hình như là mùa 7 là người dâng L BA. Vâng, A thụt chứ không phải là A cộng. 27 dân và sẽ là của 13X. Mà anh máy khác, đây là nô 1. Vâng, nô 1 một trận mà ở
Vâng, Roman đi dâng L nhưng mà dường như là hơi muộn. Vâng, đánh hơi nhiều dân. Đừng nói với tôi là dâng sọc đơn. 26 dân. Dâng sọc đơn à? Như vậy là sẽ dâng sọc đơn đến từ No 1. Thì cũng được, vâng, lực đang là cực khỏe khi mà có thêm bãi an hoàng. Vâng, có thêm một bãi như vậy là có thêm bãi quả phụ. Vâng, bài kích 11-20. Truy Mạnh, vì vậy Truy Mạnh gặp game thủ mẫu 7. Như nói thì Truy Mạnh không phải bài lên sớm, nhưng đây là bài rất khỏe của Truy Mạnh, chưa đảo vàng. Và có ngựa giò trong tuần này. Vâng, Dương Còi trong mấy trận vừa rồi thi đấu đang là khá tốt. Vâng, ai bảo Dương Còi tạ. Không có tạ gì cả, vẫn đang rất khỏe. Rồi. Vâng, 5 nông dân đào vàng bị dò ra bãi an hoàng ở trên góc 12 giờ. Vâng, trốn dần rồi. Màu 7 chưa lên đời nhưng mà không phải xoắn. Vâng, cứ bình tĩnh thôi. Ba, vâng, 2 chiếc FBE sẽ không, 3 chiếc FBE sẽ giúp cho Truy Mạnh có thể bò kín một địa ra ban này. Vâng, vàng đang không phải quá nhiều. Vâng, để một lúc nữa thôi thì chắc chắn Truy Mạnh sẽ một bài 2 như bây giờ đều. Của game thủ Dương Còi vẫn đang gây rất nhiều khó chịu cho vâng, cho Truy Mạnh. Nó chỉ đi dò thôi, đây đúng nghĩa là một con dò luôn. Màn hình máy của No 1. Như vậy lạc đà đã đến, như vậy chim sẻ nắng phải cẩn thận. Vâng, chim sẻ nắng phải cẩn thận. Dường như lạc đà sẽ lọt thẳng vào nhà của chim. Chim đã không kín một mặt rồi. Vâng, lạc đà muốn lọt nhà của chim sẽ phải đi vòng cực xa. Những pha bò nhà gọi là tinh tế đến từ chim sẻ nắng. Vâng, 3 nhà BA đều trong tuần đầu tiên. No 1 cung R thì đánh 3 nhà BA. Vâng, đẩy con cung tê đi. Và tiếp tục là bò rộng. Vâng, bò quá rộng trong trận đấu này. Mặt bên từ 12 giờ xuống thì là có thể gọi là đang ổn. Nhưng mà mặt từ 6 giờ à, từ 9 giờ lên thì dường như là sẽ bị công cực giác. Nếu tôi không nhầm thì nó sẽ là như vậy. Vâng, chim sẻ nắng bảo là không sạc, cứ đi chém đi. Rất tự tin với cách đẩy nhà mình. 4 nhà BL đều đến từ game thủ lại bốc phét. Vâng, khả năng là gặp Egypt của màu 6 ở đầu cánh. Và Egypt là người đánh chém trong trận đấu này. 4 nông dân đỏ vàng thì chỉ có Egypt có pan thôi. Nên họ không có pan thì đây chỉ có thể là Egypt. Công giáp đầy đủ dành những ưu cho cái con sọc đơn của... Vâng, Egypt đánh một bài mà châu phù nhưng mà hơi đen cho anh là anh sẽ gặp sọc đơn trong tơn này. Vâng, vẫn là 4 nhà sọc đơn đều. Vâng, tơn 2 chuẩn bị ra luôn. Vâng, chắc chắn là sẽ có những đơn vị vào chăn đến từ game thủ cầm Egypt màu 6. Màu 6 sẽ không mở đỡ được tơn này. Rồi, vào thôi. Ngoài thì phù này. Vâng, màu 6 cũng đã có bánh xe và đang ra những con cung rợ. Vâng, sóng đơn của No 1 đang là tương đối đông. Và bắt đầu sẽ bị chăn đến từ game thủ màu 6. Màu 6 khi không chén được màu 2. Màu 2 sẽ có khỏe hay không? Màn hình máy của Chiboy. Như vậy Chiboy vẫn đang là ổn ở trong cái bài đầu cánh của mình. Đằng bên kia chuyển sang lại đánh hỗn mã kẹp phù. Đó chính là cái bài mà Katarin có cái cửa gì trống cả. Nhưng vấn đề bên này có là những con sóng đơn vâng tiếp viện nhà của Chiboy. Và đang công cực rát vào nhà của game thủ cầm màu 6. Vòng màu 5 đang sang đỡ. Mà có đỡ được trong tuần này không? Vào. Vòng vào. Tốt. Vậy ạ. Còn này thì hè này. Nè, bên kia cũng giờ đang khá đông. Một năm mà cầm cái gì? Vâng, năm lọt nhà một tơn đến từ Truy Mạnh. Vâng, thông tin nhận về. Vậy năm là người cầm phô và đang năm khả năng là năm yếu trong tơn này. Vâng, có vào được ruộng nữa thì tươi. Vâng, năm không phải là quá khỏe đâu. Một tơn mà điều cũng tốt, khả năng điều chém tốt, khả năng vẫn ăn được. Nhà năm đang hở tùm lum. Không phải năm được khép góc trong cái góc. Vâng, như vậy là góc 3 giờ. Và đang là tương đối châu bắt đầu đào vàng và dường như là sẽ có một cái tơn mà chuyển A. Vâng, bên họ thì quân là đẹp hơn. Nhưng họ thủ khả năng lên 4 là bên mình rất khó. Truy Mạnh cùng nhà rồi nhưng mà Truy Mạnh đang có những bãi an hoàng của riêng mình. Vâng, đây là No 1. Vâng, No 1 vẫn đang sọc đơn và đang là cực đông. Vâng, tham hai là 43/44. Đây là những cái bài mà vâng, dâng sọc đơn. Cực châu. BC đã có. Và bây giờ thì hè đã sửa kiểu gì đây hè. Thì hè này. Vâng, chim sẻ nắng còn khỏe không? Như vậy là tham mai đang là cực to. Vâng, 78/108. Vâng, chim thủ nhà thì anh không phải bàn làm cái gì cả. Chiboy, vâng, Chiboy vẫn giữ cái tham mình khi mà gặp nhà đầu cánh
game thủ cầm như vậy là game thủ cầm Egip. Vâng, màu 7 bên kia là cầm Pơ và đang bị Chiboy công vào một tơn. Nhưng mà Chiboy cũng đang bị màu 7 công vào một tơn. Thôi, chạy giữ tham tơn này. Vâng, đừng đấu quân nữa. Không có không việc gì phải đấu quân cả. Vâng, Chiboy phải bung nhà chỗ này. Bắt buộc phải bung nhà, nhưng lượng là bà đạc đà của Pơ đang là quá đông. Mà đánh máy của ở game thủ truy mệnh. Vâng, truy mệnh đang... Vâng, truy mệnh... Vâng, biết đâu lắm thực thế ở rồi. Vâng, vẫn tiền hoàng thì mấy quả. Vâng, thế bạn là 1-5 lục. Quay trở lại với No 1. Vâng, như vậy No 1 đang một tơn đâm vào nhà của game thủ 1-5. Vâng, No 1 đang có khoảng tầm 30 con sóng đơn. Và tơn này có một tơn mà cung rờ của... Vâng, có cung rờ của chim không? Không, như vậy 1-5 đã chuyển A rồi. Vậy thế không phải là quá đẹp. Vâng, ôm chết nhà 1-8 trước. Ốp chết nhà 1-8 trước, sau đó thì để đưa vào cái thế là bằng 1-4. Nên mình cả 4 nhà vẫn đang còn nguyên tham. Bằng chim cần phải lên đầu máu sớm. Chưa lên đầu máu đấy từ chim. Bằng chim vào nhà 1-8 luôn đi. Bằng 8 đánh cung R và đang là khá đông. 8 cũng lại cầm Egypt. Nhưng mà 5 là người đánh cung A, thế vậy sẽ đỡ cho 1-8 kiểu gì. Bằng nhược điểm của cung A đó chính là di chuyển cực kỳ chậm chạp. Vâng, chim sẻ lắm. Vâng, sang ốp nhà 1-5 luôn. Ờ, ốp nhà 1-8 luôn. Tơn này là một tơn mà có vâng... Thôi, vẫn thả mây. Vâng, như vậy là rất may dương còi, không biết phải... Vâng, tơn có quân ở chỗ này không? Chim đến rồi. Vâng, cung R đã có đầu máu. Vâng, cam thủ phải đi hộ tư vâng ốp với nhau trong tơn này. Cung A đã sang đỡ. Thằng ai của chim sẻ nắng vẫn đang là 100/148. Vâng, đang thủ nhà là khá dẻo. Vì kia lượng là Pơ tích được không phải là ít. Nhưng vậy là không ốp được 1-8. Thì bên họ sẽ là có hai nhà to, bên mình chỉ có chim to thôi. Chim đang là tương đối to. Nhưng mà liệu rằng có cần hai ông Bi và ông Ghi bên kia hay không. Vâng, nó một mất tham trong tầm rồi, anh mất quá nhiều quân. Đây là Chiboy, Chiboy cũng mất hàng. Truy mệnh, vậy bên này còn truy mệnh to. Có truy mệnh tham lại 32/60. Vâng, sẽ tổ chức một tân ốp hay là như thế nào? Nếu như mà lên vâng đẩy một nhà lên 4 thì chắc chắn sẽ nhà Yamato sẽ là người được lên 4. Nhưng vấn đề bên kia của họ có tới 2 Egypt. Nên họ không có hot. Không có hot mà 2 đôi Egypt nó là một cái gì đó nó cực kinh khủng. Có vào tân này không? Không, như vậy vào thẳng luôn. Có va thì vào thẳng luôn, đừng có đứng bên ngoài. Vâng, ăn được con dân nào thì hai con dân đấy. Vâng, lạc, vâng, chém đó là chém 4. Nhưng mà không ăn được quá nhiều dân, có lên 4 không hay làm như thế nào đi. Vâng, bên họ phô đang là túi to, chim sẻ nắng cũng đang là người rất to. Đây, trận đấu chung kết rồi. Timeline, không. Như vậy timeline là quá nhiều rồi. Vâng, 1-8 đã thành ca. Và dường như 1-8 sẽ người được lên 4. Vâng, có Persian chém cho 1-8. Như là một bài mà chúng mệnh cũng khá khỏe ở thềm đầu. Nhưng mà nhà 1-8 thì là đẹp. Và được Persian chém cho 1-8 không mất gì. Và đang khỏe nguyên. Và bây giờ được cả 1-5 thủ lên 4. Rồi Yumi rất quái. Nhưng mà anh biết cái thế trận này anh chỉ cần việc đánh thủ là thắng. Như vậy là 1-8 đã lên sang 4. Và chim sẻ nắng là người resign. Rất khó khăn ở trong trận đấu này. Tỷ số được nâng thành 3-0 ở trong trận đầu tiên. Và 1-0 BC dành cho Sky. Một trận mà cánh kia thi đấu tốt nhưng cánh này thì vẫn hai nhập khoảng nguyên khi mà tới vâng 3 nhà đánh một cánh. Cánh kia chỉ có một mình he he thôi. He thì vẫn ôm bom lại được nhà các thủ mùa 2 và mùa 4.